Rồi, hello. Hôm nay tôi sẽ đặt hộp cái quạt Toshiba Inverter 30W mới mua của Shopee. Cái Shopee nè. Shopee rồi nha. Shopee à. Quay lên nói nha. Shopee được ghê nha. Cái này là nguyên tao nguyên chị. Phải thế nào? Nó mới chân nó mới đóng. Coi chừng tôi có trúng số gì trong đó ra. Cái này là mới 100% nha. Biết mới cũ. Bây giờ nó đang quay mà. Không nên quay YouTube. Đây là có remote chạy bằng pin nói cho hay chứ. Thời buổi này pin hạt kẹo nha, không phải pin hạt kẹo, pin này pin gì ta? Pin cũng có lại đồng hồ á. Thời buổi lừa đảo ai biết. Cái này là lòng quẹt. Cũng khá nặng nha. Nguyên đai nguyên kiện hết nha mọi người ơi. Cái đế rất là nặng, đế là chắc phải 2kg. Ai có mà nhu cầu thì liên hệ với tôi nha. Đế này 2kg á mọi người. Còn đây là cái thân quạt nè. Em còn già đến đây giờ. Đây nóng rơm. Thân quạt, không nói rất là kỹ, không nói kỹ lắm. Trong nhìn là bảo đảm sang xịn nhìn. Bảo đảm hay biết bảo hay không? Nhìn vô là ok. Nhìn vô thấy là nhìn vô là thấy là biết cái hàng xịn. Nhưng mà không biết cái xịn hay không. Bây giờ không biết xịn hay không thì tôi giờ tôi sẽ lắp ráp thì tôi biết rồi. Giờ bịch ra bánh cái biết là trên để nó trong này nó có sách hướng dẫn sử dụng cho mình, như mình chỉ lấy mỗi cái remote để bỏ pin vô thôi. Này mình sẽ có người hỗ trợ. Nó nói cái này là có nè, nó nói cái này để làm gì nè, để cái này là nó có cái nút cái này nè, không phải để bóp chơi là vui tay, không nói để làm gì ta. Ủa cái này sao rửa em được ta, cái miếng xốp này có nhiều cái tác dụng lắm nè, miếng bóp chụp bò bò nè. Ồ cái ren này hơi dài nha, tôi nãy giờ mới ra được luôn, giờ mình sẽ lắp vô đây. Đồ xịn quá mà. Biết cái nghèm nào đây, biết nghèm nào luôn. À đây, hai có hai cái nắp dọc này nè, lắp vô. Ủa cái này thôi nè, thấy cái bình luôn được, gỡ ra không được đấy. Xong quá. Ủa xong chứ em đã lắp không được đây. Có mấy cái đó đó, chừng của nó đó, có mang ốc ở dưới này kìa. Đó, cái đó vặn vô đó, cái tròn tròn ở dưới đó. Giờ mình vặn, tiến hành vặn cái này vô. Không cần có nghe gì hết á, mình chỉ cần xoay cái nấm này vô thôi, nó chắc xét vô trong là được. Hôm nay là ngày đó tôi đặt hộp cái này, trị giá tôi mua 2.3 đó nha. Bị tiết lộ giá rồi mọi người. Chứ tao bị lộ rồi hả? Ôi mẹ ơi, lỡ nói 2.3 mà thiệt mình nó mua em. Mà cái này 2.3 thiệt mà. Mẹ biết chưa phải có tớp không trời. Không có được vô cái nhèm lắm. Thôi, hồi trước vậy đây mình lắp vô mình cho nó hoạt động. Còn cái này sẽ vô đây. Cái quạt mình nghe nói là phải điều chỉnh chiều cao lên tới theo ý muốn 1.3 cao thì nó lên cao. Không, phải đóng trên cái đại rồi mới dưới rút lên. Nhưng mà phải đóng cái tên đã rồi mới rút được phía dưới. Mình sẽ cố định cái vị trí của cái thằng. Cố định nghe vị trí cái của thằng tên để mới thì mới rút thằng dưới. Rồi, giờ lắp này vô. Biết nó có. À, đây có cái phụ kiện này quan trọng nha mọi người. Để nâng theo để cao thấp theo ý muốn. Nó cố định cái phía tên rồi còn dưới thì mình... cái cục này rất là quan trọng này, cục này là test tim của cái quạt. Nếu mà cái nào có thể hư chứ cái này hư là mệt nha. Nào cho con để cho rồi các bạn, các bạn chắc chắn rồi. Giờ tới phần lắp cánh quạt. Cánh quạt bao ta? Không có cánh quạt hả? À cánh quạt bay. Gói rất là cái này là mới 100% luôn. Cánh quạt bao nhiêu cánh nói luôn. Đâu cánh cho mình nhiều. Cánh quạt mà là 9 cánh nha. Cánh
sao dính cứng ngắc vậy? Mở ra, mở ni lông ấy ra. Ni lông nó còn đó. Sao con không để nó rồi hồi con chụp nó vô rồi. Mấy cánh đây, kiểm lại có đúng 9 cánh không? Đúng 9 cánh thì trẻ lại. 3 4 5 6 7 8 9 đúng 9 cánh. Có 8 cái rưỡi à. Rồi giờ lắp vô đây. Tiến hành lắp vô. Sao nó quay từ lưới vậy? À cái này phải quay ngược kim đồng hồ ra. Thuận chiều kim đồng hồ nó mới ra, còn cái này hơi khác so với các loại len thường. Lắp cái lồng sắt kia đã. Lắp này vậy trước. Chết quên, mình phải lắp cái lồng phía sau chứ. Suýt cho mình quên rồi. Cái này nhờ phải gỡ ra đây. Có mấy cái coi đó. Có cái nghèm đây, đúng nghèm rồi mình. Những nghèm đây nè. Có 3 cái nghèm đây, mình phải để vô đúng vị trí này. Rồi mình mới vặn lại vô được. Nhớ là kéo sát vô để không bị... À phía sau nó có đồ sách tiện lợi nha. Có đồ sách đây nè, tiện lợi. Quạt nào cũng có. Rồi, gắn này vô, gắn cái quẹt. Gắn quẹt. Cái này nó hơi khó khác so với cái thường của mình, hơi bị lúng cúng nha. Rồi, chắc chắn rồi. Ủa sao nghe có tiếng tít tít vậy? Nó để cho nó đứng lên đó. Khoan từ từ để cho nó vô cái lồng đó đã. Cái lồng quạt cũng khá chắc chắn. Làm thép, cái này mật nóc hay làm thép dày á. Nhà mở nước để về chơi hả? Nóng lại. À, nó có nghèm hết nè. Tiện lợi ghê. Còn này sao ta? Đó, bà bật vô. Cái này như là phải có con vít. Không, bật vô bà. Bật vô nó tự động. Đó, giờ xong được. Chưa ta? Được xong rồi đó. Được chưa? Rồi, bây giờ tới phần cắm điện. Rồi sao ta thấy cái này nó rất là... Thôi, chắc tạm vậy đi. Cái Toshiba đó để hơi bị nghiêng. Nói vậy mà. Ừ kìa. Cắm điện đi. Giờ tới phần cắm điện. Cắt cái dây điện ra đây. Nên coi nó hướng dẫn như mở cái. Lấy cái kéo á. Cái remote sao. Rồi. Giờ mình cắm điện nha. Dây thì các bạn cũng hơi ngắn, không được dài lắm. Tít tít rồi đó. Bắt đầu on nào. Cái chế độ này nó có thể quay tuần hoàn chứ không phải tới mức 20. Đây mức 26 độ nha. Quạt khe cũng khá mạnh. 26 chứ. Hay 26 mức nhanh nhất này. Đây mình thử chế độ nha, mốt nè. Chế độ này ngủ nè, ngủ ban đêm nè. Ngày nó sẽ có ngủ ban đêm là nó sẽ có quạt cái kiểu mà nhẹ nhẹ rồi tới mạnh nè. Rồi cái này là chế độ gió tự nhiên nè. Chế độ gió tự nhiên mình sẽ có 3 nấc. Và cuối cùng là để coi chế độ gì nữa. À chế độ im lặng nữa nè, có chế độ im lặng luôn mọi người ơi. Là nó quạt rất là êm, không nghe tiếng luôn. Nó quạt nhẹ nhàng nghe, hầu như không nghe tiếng. Đó. Giờ mình chỉnh lại coi chế độ. Còn này tắt cái là còn. Nếu mà không hiện ra trên bảng điện tử là nó là chế độ bình thường này. Mình điều chỉnh được là tới 26 độ. Mình có thể điều chỉnh bằng tay. Để nó quay ngang, quay xung quanh thử thôi nè. Đó. Bây giờ mình thử quan đi. Cái này phở ra không được. Mở đây này nó ghi này. Đẩy chút gài qua phải gì đó rồi mới mở. Bây giờ mình mở cái này nha mọi người. Thôi cũng ngắt nè.
thử mở bằng cái cục pin xem sao. Cái đồ mốt ồ đồ mốt nhìn xịn xòm nha mọi người. Quay quay đây nữa nè, nhìn rất là sướng, cầm rất là sướng tay luôn, gọn vậy. Cái này mọi người lưu ý nha, không biết cách mở là có khi bị gãy chốt á. Cái chích mẹ đã giờ quen ấy rồi. Mình cắm nhầm, mình phải bỏ cục pin vô trong đây. Ông YouTube mà ông chích mẹ, chích cha. Ai, đồ vô. Đó, cái thử coi được không nghe. Ok. Được rồi nè. Cái này cầm như là remote TV hay là remote như chuột vi tính luôn nha. Đó, 26 độ, nhờ mất thứ 26. Khá nhanh. Cũng khá mát đó mọi người. Tí quẹt là mạnh mẽ. Cái này có chức năng hẹn giờ nữa nè. Lúc mình ngủ nè, mình quay thử coi hẹn giờ coi được không. Cái này hẹn giờ được tới tối đa là 12 giờ luôn. Là cho anh em ngủ tới 12 giờ thoải mái. Ok. Thì để mình xài sau một thời gian, có gì mình sẽ review thêm về cái thời gian sử dụng sau một thời gian. Nói chung là cảm thấy mới mở hộp là khá là hài lòng nha. Ok, thank you mọi người.